cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đánh trong vòng 8 của giải cờ tướng World Cup hiện tại năm 2020, khi mà kỳ thủ cờ mền đỏ đi tiên là Tôn Thuật Dương đối mặt cùng chiến thần Trung Hoa ngoại tỷ lệ khách Vương Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 吃 吃 Tới hình cờ trên sau phần cờ cho tướng Bình Năm đến từ bên đen của Vương, thì trong hình cờ như trên, bên tiên kém quân đã phải buông cờ xin thua. Như vậy, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn thi triển rất hay của ngoại tỷ lệ khách Vương Nhất trước Tôn Thuật Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.